Từ Trường Nguyên, sinh năm 1955, trong gia đình làm nông nghèo khó tại Trang Hà, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Nguyên là anh cả, có bốn em trai và một em gái. Năm 17 tuổi, sau khi mẹ qua đời, Nguyên phải bỏ học đi làm trong tổ sản xuất để kiếm tiền phụ bố. Nhờ chăm chỉ chịu khó, chỉ sau 2 năm, ông ta được bầu làm phó chủ nhiệm kiêm phó bí thư đảng ủy công xã. Để phát triển sự nghiệp chính trị, Nguyên đi học lớp nâng cao dành cho cán bộ, học thêm quản lý kinh doanh, sau khi tốt nghiệp, ông ta được điều động làm giám đốc nhà máy bao bì khi chưa đầy 30 tuổi. Năm 1994, Nguyên được thị trường thành phố Trang Hà chú ý, tuyển làm trợ lý. Hai năm sau, Nguyên làm phó thị trường thành phố Trang Hà, được giao thực hiện dự án tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước. Nguyên nhận hối lộ liên tục, đồng thời lợi dụng quyền lực để chia phần cho các em. Năm 2001, Nguyên trở thành thị trường thành phố Trang Hà. Cùng với con đường thăng tiến xuân sẻ, ông ta cũng xây dựng được giang sơn cho nhà họ từ, biến một gia đình nhiều đời làm ruộng thành hệ thống doanh nghiệp khổng lồ. Nguyên bỏ tiền cho em trai thứ ba là từ trường 3, thành lập công ty dịch vụ Logistics trường 3, là công ty mẹ của hơn 20 xí nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như buôn bán ô tô, cầm đồ, bất động sản, vật liệu xây dựng. Mỗi em trai của Nguyên đều đứng tên vài công ty dưới trướng, mục đích thực chất là rửa tiền. Dưới sự chỉ đạo của Nguyên, các em trai tìm người bao vây địa điểm đấu thầu của Cục Đất Đai và Tài Nguyên đe dọa những công ty tham gia. Ai dám đấu giá sẽ chặt tay. Em trai Nguyên mở một song bạc trong công ty ô tô trường 3 vừa kiếm tiền cho nhà họ từ vừa có thể thông qua cờ bạc để công khai nhận hối lộ. Xe cảnh sát thường đậu trước cửa sòng bạc thể hiện nơi này có bảo kê. Nhà họ từ còn thu nhận nhiều kẻ lưu manh ham mê cờ bạc để thành lập thế lực ngầm. Anh em Nguyên kiếm nhiều tiền và bất động sản từ cho vay nặng lãi. Nhóm côn đồ dưới trướng dùng nhiều thủ đoạn bạo lực để đòi nợ như bắt cóc, tống tiền, chặt ngón tay, thậm chí khiến một nạn nhân bị xe cán tử vong khi trốn truy đuổi. Năm 2005, Nguyên giữ chức thị trường thành phố Ngoã Phòng Điếm kiêm chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Khu công nghiệp Lâm Cảng của đảo Trường Hưng. Một năm sau, ông ta giữ chức bí thư thành ủy Ngoã Phòng Điếm. Đến năm 2008, Nguyên trở thành cán bộ cấp thành phố của Đại Liên, Ông ta chưa thỏa mãn với số tài sản đã có mà bắt đầu nhắm đến nguồn tài sản của quốc gia. Nguyên nhờ bạn tên là Vương Hải mở công ty ma dùng quyền lực của mình để bán một mảnh đất thuộc sở hữu nhà nước cho công ty này với giá rẻ. Dựa vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Nguyên Bảo Hải đi thế chấp ngân hàng vay được 4,8 tỷ nhân dân tệ trong vòng 3 năm. Số tiền chảy vào tài khoản của anh em Nguyên dùng để cho vay nặng lãi và họ có thể kiếm được 1 tỷ nhân dân tệ trong thời gian ngắn. Một doanh nghiệp cho biết đã vay hàng trăm triệu nhân dân tệ từ nhà họ Từ. Nguyên lo lắng số tiền này không thu hồi được nên bảo em trai trợ giúp. Dùng mảnh đất đã thế chấp ngân hàng để lừa 320 triệu nhân dân tệ tiền vốn của chính phủ. Phần lớn số tiền rơi vào túi nhà họ Từ. Công ty cũng thu được hàng chục triệu nhân dân tệ. Năm 2009, Nguyên lợi dụng chức vụ biết được kế hoạch trưng dụng đất đai của chính phủ cùng em trai thứ tư là Từ Trường Uy nghĩ ra cách lừa 900 triệu nhân dân tệ tiền bồi thường. Trong nhiều năm, nhà họ Tư hoành hành ở Đại Liên, vô số người muốn vạch trần họ, trong số đó có người bị uy hiếp, bị mua chuộc, có người vẫn nỗ lực đấu tranh suốt mấy năm nhưng tiếng nói của họ luôn bị chấn áp trong chính quyền địa phương. Khi hoạt động chống tội phạm và chống tham nhũng của quốc gia ngày càng giáo diết, Nguyên cảm nhận được nguy cơ. Để tránh họa lớn, Nguyên chủ động nộp một ít tiền nhận hối lộ. Thú nhận nhất thời nghĩ quẩn nên đi làm đường, xin giao nộp để đỡ cắn rất lương tâm. Trong thời gian đó, ông ta cũng nhắc nhở người nhà hành sự kiến đáo, thận trọng. Năm 2015, ở tuổi 60, Nguyên nhanh chóng xóa bỏ chứng cứ về những việc phạm pháp đã làm, sau đó hoàn tất thủ tục nghỉ hưu. Ông ta thở vào nhẹ nhõm khi hạ cánh an toàn. Sau đó, Nguyên trở thành chủ tịch ủy ban của tập đoàn Trường Ba, quản lý tất cả công ty của nhà họ Từ. Khi Nguyên tưởng đã không còn nguy hiểm, cơ quan chức năng bắt đầu điều tra ông ta. Sau hơn một năm, Nguyên chính thức bị bắt. Tháng 12 năm 2018, nhà chức trách mất thêm 2 năm nữa để nắm trong tay toàn bộ sơ đồ kinh doanh của nhà họ Từ và bằng chứng phạm tội của Nguyên. Cơ quan tư pháp gặp nhiều trở ngại trong quá trình thu thập chứng cứ vì thế lực của nhà họ Từ đã ăn sâu bén rễ vào Đại Liên. Dù Nguyên đã về hưu, thậm chí là bị bắt, nhiều người vẫn e ngại không dám tố giác. Theo điều tra, Nguyên cùng đồng bọn nắm giữ 2.714 bất động sản với tổng diện tích 433.000m2, sở hữu 142 xe hơi sang trọng, tổng tài sản giá trị tới hàng chục tỷ nhân dân tệ. Trong thời gian nắm quyền, số tiền hối lộ Nguyên thu hơn 94 triệu nhân dân tệ, lừa đảo cho vay 3 tỷ nhân dân tệ. Số lượng tài sản đồ sộ được che giấu tinh vi, khiến nhà chức trách gặp khó khăn lớn trong việc xác định và thu hồi Đại diện Ủy ban Kiểm tra và Giám sát Kỷ luật tỉnh Liêu Ninh cho biết, dấu chân của ông ta đi đến đâu, thế lực và công việc kinh doanh của gia tộc sẽ xâm nhập theo đến đó. Ngày 27 tháng 9 năm 2020, Từ Trường Nguyên bị kết án tù trung thân, tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân vì nhiều tội danh, bao gồm cầm đầu, tổ chức xã hội đen, lừa đảo, nhận hối lộ. Từ Trường Uy cũng bị phạt tù trung thân, bốn người em khác bị kết án từ 2 năm đến 25 năm tù. Trong một cuộc phỏng vấn trong tù, ông Nguyên nói, điều hối hận nhất là không nghe theo lời mẹ, chăm sóc tốt cho các em mà dẫn tất cả vào con đường tù tội. Lưu Quang Minh, quê An Sơn, Lưu Ninh, sinh năm 1954, xinh đẹp, nổi bật, là hoa khôi học đường suốt những năm trung học. Mình sớm biết tận dụng vẻ ngoài nên ở đâu cũng có những chàng trai sẵn sàng giúp, tặng quà và phục tùng. Tốt nghiệp đại học, mình làm nhân viên văn phòng tại phòng thuế quận thuộc Cục Thuế thành phố An Sơn. Sự nghiệp lận đận, tự thấy là không thể dùng trí tuệ để thăng tiến, Minh đi đường tắt. Ở tuổi 22, Minh kết hôn với cấp trên hơn 20 tuổi. Chú của anh ta là trường phòng tổ chức cán bộ cục thuế thành phố An Sơn. Hai năm sau, Minh từ nhân viên hành chính văn phòng trở thành chuyên viên quản lý thuế, dưới sự cất nhắc của chú nhà chồng. Lương vẫn thấp, công việc nhạt nhẽo, Minh lại nghĩ cách đổi đời. Tận dụng các dịp lãnh đạo cục thuế tỉnh đến An Sơn kiểm tra công việc, Minh ăn vận trang điểm cầu kỳ, quyết xin đi tiếp đón sự xinh đẹp và duyên dáng khiến Minh lọt vào mắt xanh của nhiều quan chức lớn. Họ bắt đầu qua lại, lấy tình dục đánh đổi. Sự nghiệp của Minh lên như diều. Chưa đấy 5 năm, Minh thăng chức trưởng phòng, 7 năm lên cục phó. Cô bị cáo buộc quan hệ ngoài luồng với hơn 40 lãnh đạo các cấp để leo lên chức cục trưởng cục thuế An Sơn chỉ sau hơn 10 năm. Ở tuổi ngoài 40, nhan sắc bắt đầu xuống dốc, nữ cục trưởng chi nhiều tiền làm thẩm mỹ. Bà đến Thượng Hải, Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc và Mỹ để trình hầu hết bộ phận cơ thể. Nữ cục trưởng đặc biệt chăm chút vòng 3, riêng chi phí phẫu thuật tốn nửa triệu nhân dân tệ. Đây là lý do Minh nổi tiếng ở An Sơn với biệt danh cặp mông đắt nhất thành phố. Tổng số tiền quan bà dùng vào công cuộc lột xác bản thân sau này được tính sơ bộ là 5 triệu nhân dân tệ, tức là hơn 17 tỷ đồng. Số tiền lớn những năm đầu 2000 và ngay cả bây giờ, song với bà Minh, 5 triệu nhân dân tệ của 23 năm trước cũng chỉ là giọt nước. An Sơn là thành phố lớn thứ ba của tỉnh Liêu Ninh và là một trong những thành phố công nghiệp nặng. Nhiều doanh nghiệp rất lớn. Khi bà Minh là trưởng cục thuế, tiền thuế hàng năm của An Sơn lên tới hơn 6 tỷ nhân dân tệ. Theo cơ quan điều tra, một phần tám số này đã vào túi đường dây tham ô do bà Minh đứng đầu. Khi đương nhiệm, bà bị cáo buộc lợi dụng quyền hạn móc nối doanh nghiệp để điều chỉnh thuế, giảm thuế bất hợp pháp, mở rộng phạm vi thu, thay đổi cấp ngân sách, đút túi riêng tiền tranh lệch, lượng người đến cầu cạnh nhờ vả cũng tăng, chủ yếu là doanh nghiệp lớn. Đây cũng là nguồn thu lớn giúp túi tiền của bà ta thêm nặng. Lý Văn Quyên tốt nghiệp đại học năm 1983 vào Cục Thuế An Sơn. Từ năm 2000, Quyền làm việc trong bộ phận kế toán của tri Cục Thuế và đã phát hiện các sai phạm như điều chỉnh thuế một cách giả tạo, hoàn thuế bất hợp pháp và thay đổi mức ngân sách. Sau thời gian quan sát, Quyên cho rằng Cục Thuế An Sơn đã vi phạm nghiêm trọng, rất có thể có sự móc ngoặc giữa Cục Thuế và doanh nghiệp. Do sự nhiều tháng, đến tháng 5 năm 2002, bà Quyên đến Bắc Kinh với các tài liệu thu thập được, gửi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Văn phòng Kiểm toán và Cục thuế nhà nước. Trong những bức thư tố giác, bà Quyên không nhắm mục tiêu vào một người cụ thể, chỉ nêu các sai phạm của Cục thuế. Nhưng với vai trò người đứng đầu tổ chức, bà Minh sẽ phải chịu trách nhiệm. Báo cáo của Quyên sau này được báo chí nhận định là phá vỡ các quy tắc ngầm mà không ai dám làm vào thời điểm đó, xáo trộn một chuỗi lợi ích khổng lồ của các quan tham. Ngày 10 tháng 6 năm 2002, An Sơn xôn xao bởi sự xuất hiện của Ủy ban Kiểm tra đặc biệt liên ngành xác minh thư tố giác. Danh tính người tố giác trên lý thuyết được bảo mật nhưng bằng một cách nào đó, quan chức Cục Thuế An Sơn vẫn biết đó là quyền. Cô bị cả cơ quan bài xích và bị luân chuyển đến phòng thuế quận Thiết Đông của An Sơn. Cục trưởng Minh trực tiếp đến gặp và có cuộc giàn mặt đanh thép giữa trụ sở, tuyên bố Quyên là loại cán bộ sâu mọt, giữ được công việc, đã là mở lượng khoan hồng Quyền biết đã cưỡi trên lưng cọp sau Tết Nguyên đán năm 2003 tiếp tục gửi thư tố giác. Lần này đề cập thẳng đến bà Minh, nhưng Quyền không ngờ lần này bản báo cáo được chuyển lại cho Cục Thuế An Sơn để tự kiểm tra. Vài tuần sau, Quyền bị sa thải. Tháng 10 năm 2003, Cục Thuế trả lời bằng văn bản đến Văn phòng Kiểm toán và Cục Thuế Nhà nước kết luận rằng nội dung tố giác vô căn cứ, nhưng Quyên không ngồi yên, tiếp tục báo cáo bị sa thải không lý do. Dưới sự can thiệp của Cục Quản lý Thuế Nhà nước, bà Quyên cuối cùng đã trở lại làm việc vào tháng 2 năm 2004. Cục chứng minh tiếp tục những cuộc gian mặt và gây áp lực khó dễ cho kẻ tạo phản. Bà Quyên lần thứ ba gửi tố giác tới Cục Thuế Nhà nước. Ngày 3 tháng 9 năm 2004, ba cảnh sát bất ngờ đến phòng thuế huyện Thiết Đông đọc lệnh tạm giữ bà Quyên với cáo buộc làm hoen ố danh tiếng của các lãnh đạo Cục Thuế An Sơn. Sau một tháng tạm giam, bà Quyên bị Ủy ban Lao động Cải tạo An Sơn kết án một năm lao động cải tạo. Cơ quan này cho rằng bà Vũ Khống làm đơn thỉnh cầu vô lý, xáo trộn trật tự công việc của các cơ quan nhà nước. Cùng lúc này, Cục thuế An Sơn ra quyết định sa thải bà Quyên vì vắng mặt nơi làm việc quá 30 ngày không báo cáo. Song chính lúc này, Cục thuế An Sơn có đợt thay đổi nhân sự, Tháng 12 năm 2005, Trường Cục Thuế thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh được điều động thay vị trí của bà Minh. Trở về sau thời gian lao động công ích, bà Quyên được bố trí trở lại công việc ở địa phương khác. Tháng 11 năm 2006, nhưng luôn bị nhìn nhận như kẻ sẵn sàng đâm sau lưng đồng nghiệp. Bà Minh khi này đã 52 tuổi nên nghỉ việc tại Cục Thuế An Sơn. Các báo cáo tố giác của bà Quyên cuối cùng đã được Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương chỉ đạo điều tra. Cục trưởng Lưu Quang Minh bị song quy, tức là cách ly để điều tra, trong một thời gian không hạn định. Vụ án được khép lại vào nửa đầu năm 2008 với cáo buộc bà Minh và nhiều cựu cán bộ Cục Thuế An Sơn vi phạm quy định thuế và tham ô tài sản. Kết luận điều tra cho thấy, trong nhiệm kỳ Cục trưởng, bà Minh cùng các đồng phạm đã tham ô hơn 800 triệu nhân dân tệ tiền thuế mỗi năm. Do tính chất nhạy cảm của vụ án và số tiền lớn, việc bà ta bị tuyên án ra sao chưa bao giờ được nhà chức trách công bố.